Jay. This is where you're going to begin to see these. He is still here. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Buổi sáng mùa hè mát mẻ hả cô chú anh chị? Mùa đông thì lạnh lẽo, cả ngày không dám ló mặt ra ngoài luôn mọi người. Nhưng mà mùa hè thì mình phải tranh thủ đi ra ngoài hả cô chú anh chị? Buổi sáng cũng đã rất là mát mẻ rồi mọi người, sáng cũng mười mấy 20 độ. Hôm nay ở nơi mà Kim sống thì có tổ chức một cái ngày giống như là hội chợ vậy đó mọi người. Chỉ tổ chức trong một ngày thôi, bắt đầu từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Chỉ một ngày thôi ha mọi người, thì giống như là hội làng, hội chợ vậy đó cô chú anh chị. Ở đó thì người ta cũng có bán đồ ăn, đồ lưu niệm gì đó cô chú anh chị. Rồi có nhiều trò chơi giải trí cho trẻ em nè. Hôm nay sẽ dẫn Chi Chi đến đó chơi ha mọi người. Chi Chi. Cái hội chợ này người ta tổ chức phía sau trường học của Chi Chi luôn cô chú. Đây là cái nguyên một cái khuôn viên phía sau trường mà Chi Chi sẽ đi học nè mọi người. Trường cấp 1 đó cô chú anh chị. Rất là đông luôn, phải xếp hàng dài nè mọi người. Ở đây mình đi vô cũng phải mua vé vào cổng là một bảng Anh ha cô chú anh chị. Thì cái tiền đó giống như là người ta quyên góp từ thiện vậy đó mọi người. I thought you wanted to hold me hand then. Thanks. Can I take it? So hey, what are you doing now? I don't know, babe, we didn't get the chance to ask them. Still here. She comes, baby. See you along. Yeah. Hey. You okay? Hello. Try not to laugh, but... Jay! Do you get dizzy? You can get our one up. Slowly. Go that way, kìa con, go out that way. Yeah.
Oh babe, look at that. Looks great. Chơi xong rồi nè cô chú anh chị, ba Chi Chi về ghé một cái quán nè, để tại vì đi ở ngoài kia quá nóng đi mọi người, mà muốn mua nước uống hay là đồ ăn cái gì cũng chờ rất rất là lâu luôn, đứng một xếp hàng dài, cho nên là đi về ghé cái quán này ăn uống mọi người. Em Chi đứng giữa quán nhảy múa nè cô chú anh chị, em không có biết bắt cỡ đâu ha mọi người. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.